Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay, thứ hai ngày 21 tháng 12. Diễn ra trong 3 ngày, Ngày hội áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế 2020 với nhiều hoạt động đặc sắc mang tính cộng đồng cao, tạo hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân và du khách. Kết quả đạt được trong phòng chống dịch COVID-19 năm 2020 là kinh nghiệm quý để Thừa Thiên Huế triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cả nước có hơn 87 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua ngày 20 tháng 12 tại không gian phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế đã diễn ra lễ bế mạc Ngày hội áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế 2020. Với rất nhiều hoạt động đặc sắc mang tính cộng đồng cao, tôn vinh trang phục áo dài truyền thống của dân tộc, khẳng định những giá trị ẩm thực Huế đã tạo được hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân và du khách. Tham dự lễ bế mạc có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Diễn ra trong 3 ngày, Ngày hội áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế 2020 mang lại nhiều cảm xúc cho những người yêu Huế, yêu nét duyên dáng của tà áo dài truyền thống và yêu ẩm thực xứ Huế. Xuyên suốt chương trình, lễ hội đã giới thiệu đến công chúng các bộ sưu tập áo dài do những người con xứ Huế thiết kế, tôn vinh các sản phẩm thủ công truyền thống là phụ kiện làm đẹp đi kèm với áo dài như nón lá, giỏ sách, từ đệm bằng phò trạch, nón sen, kim khánh, kim bồi. Đồng thời giới thiệu tinh hoa ẩm thực dân gian, truyền thống, cung đình Huế, giúp người dân và du khách hiểu thêm về ẩm thực Huế, tà áo dài truyền thống Huế, Việt Nam. Bộ sưu tập của tôi muốn gửi gắm đó là sự lan tỏa của áo dài xưa, nhưng mà dựa trên tinh thần là đã có sự cách điệu để phù hợp cho thứ hưởng hiện đại ngày nay. Cũng là một cái dịp để các nhà thiết kế Huế cũng như bản thân tôi là tạo ra một cái điểm nhấn cho những cái chương trình cho phù hợp cho cái mùa du lịch sau những cái sự cố về bệnh dịch cũng như là thiên tai đã gây ra. Thì mình là cảm thấy rất là tự hào khi được mặc bộ áo dài truyền thống, được lên sân khấu biểu diễn cho mọi người nghe và quảng bá cho tà áo dài Việt Nam. Trong cái bối cảnh mà chúng ta đang triển khai cái nghị quyết 54 của Bộ Chính trị để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dựa trên nền tảng của văn hóa, của di sản và bảo vệ bản sắc văn hóa Huế, thì cái việc mà chúng ta triển khai cái ngày hội áo dài hay và cái lễ hội ẩm thực cũng là một phần trong cái đề án lớn mà Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Sở Văn hóa phối hợp với các ban ngành triển khai, đó là thực hiện cái đề án Huế kinh đô áo dài, Huế kinh đô ẩm thực. Cái mong ước của chúng tôi đó là cái ngày hội áo dài thì sau cái lần tổ chức đầu tiên này sẽ có một cái sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, và từ đó chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn để tổ chức trong các lần tiếp theo. Và chúng tôi hy vọng là từ năm 2021 trở đi thì ngày hội áo dài sẽ trở thành cái lễ hội thường niên mà cứ nghĩ đến Huế và cái thời điểm đó là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh của một cái trung tâm áo dài. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lũ ảnh hưởng lớn đến du lịch của địa phương, hoạt động này góp phần hưởng ứng kích cầu du lịch nội địa, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Việc tổ chức ngày hội này cũng là bước khởi đầu và là động thái cụ thể trong tiến trình xây dựng hồ sơ công nhận áo dài Huế và ẩm thực Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiến tới đề trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Ủy ban nhân tỉnh đánh giá rất cao việc các cơ quan ban ngành đã chủ động để tạo ra những cái hoạt động văn hóa. Tuy là điều kiện thời tiết nó rất là khó khăn, tuy nhiên đã tạo một cái sân chơi, một cái hoạt động để quảng bá giới thiệu về hình ảnh của Huế. Đặc biệt đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân tỉnh tổ chức lễ hội áo dài kết hợp với cái lễ hội ẩm thực để nhằm giới thiệu cái nét văn hóa truyền thống của Huế đến với người dân cả nước. Cái tinh thần cái lần tổ chức này là chúng tôi muốn hướng về cộng đồng, hướng với người dân để làm sạo tạo không khí, tạo một cái nền tảng để có thể tổ chức những cái lễ hội áo dài trong những năm tiếp theo. Thông qua ngày hội để khẳng định Huế là cái nôi, nơi khởi nguồn của áo dài Việt Nam, nơi còn lưu giữ những giá trị tinh túy của ẩm thực cung đình và dân gian xứ Huế, góp phần xây dựng thành công thương hiệu Huế kinh đô áo dài, Huế kinh đô ẩm thực Việt Nam.
Sáng nay tại thành phố Huế, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác phòng chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới 11 tỉnh khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Mục tiêu của hội nghị là giới thiệu tổng quan về xây dựng nông thôn mới và định hướng xây dựng nông thôn mới bền vững, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu năm 2020 đến năm 2025. Dự thảo sửa đổi bổ sung tiêu chí 3.2, chia sẻ kinh nghiệm tham gia xây dựng đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, cũng như trách nhiệm chính quyền địa phương trong việc kiện toàn hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Dự thảo quy định chế độ chính sách cho lực lượng xung kích. Nâng cấp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và bài học kinh nghiệm từ tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua, chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động. Hội nghị cũng đã nghe giới thiệu kết quả triển khai tiêu chí 3.2 đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Trong chương trình nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả triển khai thực hiện xây dựng mô hình thí điểm xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai tại chỗ. Đến nay, cả nước có 4.665 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 93 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện lồng ghép yếu tố an toàn trước thiên tai trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới gắn với mọi mặt phát triển kinh tế xã hội là cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo tính bền vững cũng như đảm bảo thành quả của cả địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, với quyết tâm lớn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân, năm 2020, Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 rất hiệu quả trên địa bàn. Minh chứng cụ thể cho điều đó là trong hai đợt dịch xảy ra ở trong nước, trên địa bàn tỉnh không để xuất hiện ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Kết quả đạt được là bài học kinh nghiệm rất quý để Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Qua hai đợt triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức, phối hợp các lực lượng. Một trong những kinh nghiệm quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế đó là phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng vũ trang trong việc xây dựng thành công vành đai chống dịch từ xa, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn kịp thời, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đặc biệt ở đây là bài học kinh nghiệm về vai trò nòng cốt của các lực lượng như lực lượng vũ trang thì bảo đảm xây dựng một cái vành đai chống dịch. Trong giai đoạn 1 chúng tôi đã phát huy được đó là sự phối hợp giữa lực lượng quân đội, lực lượng công an, biên phòng để tạo một cái vành đai chống dịch từ khu vực biên giới, biển đảo cho đến là các cái cửa ngõ đi vào địa bàn tỉnh. Từ đó để giúp cho ban chỉ đạo của tỉnh ngăn chặn các cái nguồn có thể lây lan từ bên ngoài vào. Ngoài mạng lưới y tế địa phương, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có khả năng thu dung điều trị khoảng 500 người. Hệ thống xét nghiệm COVID-19 đã hoạt động hiệu quả, đảm bảo công tác sàng lọc, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Toàn tỉnh được thành lập 23 đội phản ứng nhanh xử lý dịch tại cộng đồng và 18 đội phản ứng nhanh tại cơ sở khám chữa bệnh. Tất cả các đội phản ứng nhanh sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Tại đơn vị, chúng tôi đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh để sẵn sàng các cơ sở thuốc hóa chất, tổ chức tập huấn về công tác chuyên môn cũng như công tác giám sát truyền thông, và đặc biệt là hiện nay chúng tôi tăng cường công tác giám sát tại các hộ gia đình để nhằm phát hiện sớm các cái ca bệnh và những cái tổ chức các phương tiện để đáp ứng cái công tác thu dung điều trị. Trong công tác điều hành, chính sự đoàn kết và cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc đưa những chính sách, phương châm kịp thời chính xác trong mọi tình huống cũng là những kinh nghiệm giúp Thừa Thiên Huế nhanh chóng ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng và dập dịch có hiệu quả. Cả nước đã qua 9 ngày, tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2020, không phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Qua những cái giai đoạn khó khăn nhất của dịch, thì chúng tôi rút ra nhiều bài học. Một bài học quan trọng là sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của hệ thống chính trị. Thứ hai, sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, của chính quyền các cấp trong quá trình đưa ra những chính sách quyết liệt để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng và dập dịch. Và thứ ba là cái lực y tế có đủ những cái điều kiện, cái phương tiện cơ sở vật chất, nguồn năng lực để có thể xử lý tình huống liên quan đến dịch COVID. Tại Thừa Thiên Huế có 278 ngày không có ca mắc mới từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020.
Trong lúc đó, diễn biến dịch ở các nước trên thế giới, khu vực Đông Nam Á, kể cả những nước gần Việt Nam vẫn rất phức tạp. Mặc dù đã có những kết quả được chấp định trong phòng chống dịch trong hai giai đoạn vừa rồi, nhưng Thừa Thiên Huế xác định chúng ta không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch và nhiều giải pháp đã được chính phủ triển khai thì Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện, đặc biệt là phương châm 5K, rồi cái việc sẵn sàng ứng phó tình huống khi lây nhiễm xuất hiện trên địa bàn Thừa Thiên Huế của hệ thống y tế, của các lực lượng chính trị cũng đã sẵn sàng. Và Thừa Thiên Huế đã ban hành bộ tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch cho tất cả cơ quan liên quan đến doanh nghiệp, liên quan đến cơ quan nhà nước, liên quan đến cả khu vực công cộng. Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc, góp phần thực hiện tốt mục tiêu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định số 3189 phê duyệt kết quả hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020. Theo đó có 13 sản phẩm và bộ sản phẩm đạt giải. Căn cứ theo các tiêu chí đánh giá bao gồm 4 tiêu chí chính, đó là tính văn hóa, khả thi, tính sáng tạo độc đáo và tính thẩm mỹ. Hội đồng chấm thi đã thống nhất lựa chọn ra các sản phẩm đảm bảo các tiêu chí đề xuất. Theo đó, hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020 có 13 sản phẩm trên một bộ sản phẩm giải, trong đó có một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, bảy giải khuyến khích. Cụ thể, giải nhất hội thi thuộc về tác phẩm bộ dĩa Pháp Lam Long Phùng, một cặp dĩa rồng phùng đường kính 25 cm, một cặp mâm rồng phùng đường kính 25 cm của nhóm Đỗ Hữu Triết, Đại Diện, Trần Nam Long, Nguyễn Quốc Hiếu. Hai giải nhì thuộc về tác phẩm bộ quà lưu niệm bình phong đặc trưng của Huế của Phạm Đăng Nhật Thái và bộ áo dài Huế lấy ý tưởng từ nghệ thuật điêu khắc trang trí trên kiến trúc Huế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Bảo QB. Được biết, trước đây hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm và quà tặng là hoạt động đã được Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức rất thành công vào các năm 2008, 2010, 2014. Tiếp nối chương trình với những thông tin y tế giáo dục. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay cả nước có hơn 87 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số. Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 160 triệu lượt người. Tổng số tiền quỹ bảo hiểm y tế đề nghị các cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán là hơn 97.158 tỷ đồng. Trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhiều bệnh nhân được chi trả với số tiền lên tới hàng tỷ đồng trong năm 2020. Điều đó cho thấy tính ưu việt, nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu tuyển khoảng 19,8 triệu người học nghề ở các bậc trình độ, trong đó có 3,2 triệu người học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng trong giai đoạn 2021-2025. Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghề, các đơn vị chức năng và địa phương đảm bảo giải quyết việc làm cho ít nhất 85% số người tham gia học nghề, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nước ta đạt khoảng 70% vào năm 2025. Nhằm đạt được mục tiêu trên, các bên liên quan tiếp tục củng cố sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và nhu cầu học nghề của từng nhóm đối tượng. Công tác đào tạo nghề lấy người học làm trung tâm, gắn liền với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường. Quỹ Phục Phôn vừa phối hợp với Đại học Huế tổ chức trao học bổng năm học 2020-2021 cho học sinh sinh viên nghèo hiệu học. Đợt này có 67 sinh viên và 35 học sinh được trao học bổng, trong đó có 7 suất học bổng toàn phần có trị giá 10 triệu đồng một suất, 10 suất học bổng bán phần có trị giá 5 triệu đồng một suất, 50 suất học bổng trợ cấp trị giá 2 triệu đồng một suất, 35 suất học bổng thắp sáng ước mơ trị giá 6,5 triệu đồng một suất dành cho các em học sinh từ trung học đến trung học phổ thông. Tổng giá trị trong đợt trao học bổng lần này là 447 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua của tổ chức Phục Phôn nhằm hỗ trợ cho các học sinh sinh viên nghèo hiệu học có cơ hội tiếp tục đến trường. Trước khi tổ chức trao học bổng, ban tổ chức đã xem xét thẩm định đơn xin cấp học bổng, đồng thời đi thăm tìm hiểu hoàn cảnh thực tế của từng học sinh sinh viên. Quỹ bảo trợ trẻ em Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà tổ chức lễ khánh thành mô hình thư viện thân thiện tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Khoa Đăng. Mô hình thư viện thân thiện được triển khai xây dựng tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Khoa Đăng từ tháng 8 năm 2020 với tổng kinh phí đầu tư 96 triệu đồng, bao gồm một phòng đọc rộng gần 100 m², có góc nghệ thuật, góc chơi cờ vui, góc thư giãn.
Bên cạnh đó, thư viện được trang bị đầy đủ thiết bị và trên 5.800 đầu sách. Trong đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã kết nối vận động hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí đối ứng của trường. Với việc đưa mô hình thư viện thân thiện ở trường trung học cơ sở Nguyễn Khoa Đăng đi vào hoạt động, sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động đọc sách. Xây dựng thói quen đọc sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Câu lạc bộ thơ Haiku Huế đã chính thức ra mắt vào cuối tháng 12 năm 2020 với sự tham gia của 18 thành viên là những nhà thơ, nhà nghiên cứu thơ, người yêu thể loài thơ Haiku Nhật Bản. Tham dự lễ ra mắt có đại diện Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Sở Ngoại vụ, Đại sứ Nhật Bản cùng các đơn vị doanh nghiệp liên doanh Việt Nhật trên địa bàn, cả câu lạc bộ thơ Sông Bồ, câu lạc bộ thơ Huế. Thể thơ Haiku ra đời vào thế kỷ 17, lúc sơ khởi, Haiku mang sắc thái trào phúng nhưng dần chuyển sang mang âm hưởng lặng tịch của thiền tông. Thiền sư thi sĩ lỗi lạc Matsuo Baso được coi là người khai sinh ra Haiku và Yoshabuson cùng Masaoka Shiki đã phát triển thể thơ này thêm hoàn thiện cho nó thể thức như ta thấy ngày nay. Haiku có lẽ là thể thơ ngắn nhất thế giới bởi mỗi bài Haiku, mặc dù đôi khi có bài biển thể, nhưng đại đề chỉ vỏn vẹn 17 âm tiết trong 3 câu. Về nội dung, Haiku có luật cơ bản là không đả động đến cảm xúc, mà chủ yếu chỉ ghi lại sự việc xảy ra trước mắt. Việc ra mắt câu lạc bộ thơ Haiku Nhật Bản ở Huế sẽ tạo thêm một sân chơi thơ ca cho những người yêu thơ, đặc biệt là dòng thơ Nhật Bản, cũng là nơi để sinh viên, học sinh có điều kiện nghiên cứu về thể loài thơ này. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Cầu Lim 1 là một trong 16 chiếc cầu trên tuyến quốc lộ 49 A Lưới Huế-Phú Lộc được đầu tư xây dựng cách đây vài chục năm. Hiện nay thiết kế tải trọng không còn phù hợp với điều kiện phát triển giao thông vận tải và đang được tiến hành nâng cấp. Hiện tại chỉ còn cầu Lim 1 là chiếc cầu trọng yếu trên tuyến du lịch từ trung tâm thành phố Huế đi các lăng tẩm ở phía tây nam thành phố. Mặc dù cầu hẹp, có độ dốc cao, hai đầu cầu là hai nút giao thông với đường Võ Văn Kiệt và khu đô thị cầu Lim, nhưng lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe du lịch lưu thông qua đây rất đông. Tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra. Thêm vào đó là chất lượng kỹ thuật của chiếc cầu này đã được thiết kế xây dựng cách đây gần 40 năm, nên không còn phù hợp với điều kiện phát triển đô thị, cũng như kích cỡ, tải trọng của các loại phương tiện cơ giới. Việc nâng cấp mở rộng mặt cầu đã được các đơn vị thi công tiến hành, phù hợp với địa hình như cầu ở các đoạn khe suối sâu và những chiếc cầu cảng. Thưa quý vị, đường Nam Sông Chuối thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc là trục giao thông quan trọng của người dân ba thôn. Trục đường đã được bê tông hóa từ rất lâu, đến nay tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng và đang tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn giao thông, rất dễ xảy ra tai nạn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo người dân ở đây, tuyến đường liên thôn bờ Nam Sông Chuối vốn dĩ đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng phía sát bờ sông để tạo cảnh quan và mở rộng đường. Nhưng sau khi công trình xây kè chống sói lở bờ sông hoàn thành thì cả hộ gia đình đã giải tỏa, lại tiếp tục xây dựng nhà cửa ở nơi đã giải tỏa. Do vậy, tình trạng chật hẹp của con đường ngày càng chật hẹp hơn. Nhà cửa san sát, chờ họp ngay lề đường bê tông. Mùa mưa thì những đoạn nứt vỡ bong tróc của bê tông xi măng trở thành những hồ nước xả sâu và rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, là nỗi lo của các phụ huynh khi con em đến trường. Muốn đi mưa cả là nước lôi. Am cho sạch sẽ chứ thôi con cháu đi học bộ đấy bộ xuống tối. Năm 2017, khi người dân phản ánh, báo chí đã phản ánh về việc sạt lở xuống cấp của con đường này. Nhưng lời hứa sẽ đầu tư theo kế hoạch của địa phương trong năm tới đã không thành hiện thực. Sau 3 năm, con đường lại càng xuống cấp hơn. Trong khi đó, nhân dân sẵn sàng chung tay cùng nhà nước để đầu tư nâng cấp với tỷ lệ từ 20 đến 30%. Từ dân cũng đề nghị lên trên là đang để quay nâng cấp lại con đường để cho đứng đi rồi thoải mái hơn, mà làm ăn được thì vấn đề là quay an toàn hết, còn cũng như vấn đề đi lại. Sự nguy hiểm từ mặt đường liên thôn này luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông, gây ùn ứ mỗi khi có xe ô tô vào làng. Chưa kể là mặt đường so với đường quốc lộ 1A có độ chênh lệch khoảng 4 mét, nên điểm giao nhau với quốc lộ lại giáp phía nam cầu Chuối, nên nguy hiểm luôn rình rập cho người đi từ phía dưới lên hoặc rẽ phải vào đường bê tông. Hàng ngày khoảng 300 em học sinh cả cấp đi về trên con đường này. Qua nhiều lần họp tiếp xúc cử tri và không ít lần đã có kế hoạch cho việc quy hoạch xây dựng lại trục giao thông này, nhưng nó vẫn chỉ nằm ở kế hoạch. Theo tìm hiểu từ chính quyền, thì kế hoạch nâng cấp trục giao thông này sẽ là đầu năm 2021, và nó được triển khai lúc nào thì chưa thể biết.
Tin thể thao, sau những ngày tranh tài hấp dẫn sôi nổi, giải cầu lông bóng bàn quần vợt truyền thống Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mở rộng lần thứ 25 năm 2020 đã khép lại vào tối qua tại Trung tâm Thể thao tỉnh. Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, giải thu hút hơn 400 vận động viên đến từ 71 cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 4 nội dung: cầu lông, đơn nam, đôi nữ và đôi nam nữ. 5 nội dung bóng bàn: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ và 3 nội dung quần vợt: đôi nam nữ, đôi nam nữ ở 5 lứa tuổi khác nhau. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải đã khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Sở Y tế, 2 vị trí nhì ba lần lượt thuộc về Bảo hiểm xã hội tỉnh và Viễn thông Thừa Thiên Huế. Được tổ chức thường niên, giải cầu lông bóng bàn quần vợt truyền thống là sân chơi lành mạnh, góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao và là dịp để cán bộ công nhân viên chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao lưu gắn kết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.